Đơn hàng nhiều món của bạn Liên Nguyễn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là hộp Lomo kẹp Blackpink 119 món. Tiếp theo là da rột giấy cái gắn icon Capybara số lượng 2. Cụ tem cảm ơn 500 miếng. Set 40 tiết cơ rời. Cụ tem cảm ơn 500 miếng. Gói 45 tiết cơ rời. Set 88 tiết cơ gấu thỏ bét. Set 20 tiết cơ vuông gấu dâu. Set 68 tiết cơ Sanrio chữ nhật. Hộp nhựa 16 miếng tiết cơ rời. Một cây bút bi. Và cuối cùng là sticker dài Sanrio. Liam cảm ơn bạn Liên Nguyễn đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 201 k kẻ ship. Đơn hàng 6 món của bạn Thái Bảo đến từ Vĩnh Long. Đầu tiên là tủ mini 9 ngang. Tiếp theo là tủ 2 tầng có chỗ cắm bút. Sổ tiết cơ là sao có phân trang. Set 88 tiết cơ gấu thỏ. Set 20 tiết cơ vuông. Và cuối cùng là set 68 tiết cơ Sanrio chữ nhật. Liam cảm ơn bạn Thái Bảo đến từ Vĩnh Long để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 200k kẻ ship. Đơn hàng 9 món của bạn Ngọc Hân đến từ Kiên Giang. Đầu tiên là chiếc tủ 3 tầng. Tiếp theo là sổ cầm B5 thay ruột được. Túi bóng kính trong suốt dán miệng 60 cái. Một cái nhíp gấp tiết cơ. Set nhãn dán công chúa truyện tranh và cham Noel. Set 100 tờ giấy nốt. Set 12 tấm tiết cơ icon. Và cuối cùng là set 28 ticker Floringer trang trí sổ. Liam cảm ơn bạn Ngọc Hân đến từ Kiên Giang để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 245k kẻ ship. Đơn hàng 9 món của bạn Ngọc Hân đến từ Thái Bình. Đầu tiên là băng keo cá nhân Ugo, một hộp 80 miếng. Tiếp theo là set 50 miếng đựng Lomo kẹp. Set 24 miếng tiết cơ trong bé gái. Sổ tiết cơ là so kèm bút các tiết cơ. Set 25 tấm tiết cơ Momo. Set 100 tờ giấy nốt. Set tiết cơ marker. Và cuối cùng là 20 tiết cơ vuông. Liam cảm ơn bạn Ngọc Hân đến từ Thái Bình để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 167k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Lan Hương đến từ Cần Thơ. Đầu tiên là túi đựng bút Capybara loại lông. Tiếp theo là túi đựng bút hoa tulip. Và cuối cùng là set 4 cục tẩy. Liam cảm ơn bạn Lan Hương đến từ Cần Thơ để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 98k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Minh Hoa đến từ Hà Nội. Đầu tiên là hộp 4 cục tẩy. Tiếp theo là 2 da rột giấy cái gắn icon Capybara. Một cái bấm móng tay cái gắn icon Capybara. Và cuối cùng là hộp bút Capybara 12 cây. Liam cảm ơn bạn Minh Hoa đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 82k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Giang Nguyễn đến từ Hà Nội. Đầu tiên là gói 30 miếng ticker rời Capybara. Tiếp theo là set 20 ticker vuông. Set 40 miếng ticker bé gái. Và cuối cùng là hộp nhựa 16 miếng ticker rời. Liam cảm ơn bạn Giang Nguyễn đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha.
tổng đơn 91k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Kim Trần đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là sổ còng B5 thay ruột được. Tiếp theo là chiếc lược capybara màu nâu. Và cuối cùng là cột tóc Renzi mẫu tiểu thư. Liam cảm ơn bạn Kim Trần đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 122k kẻ ship. Đơn hàng 2 món của bạn Quỳnh Như đến từ Bình Định. Đầu tiên là set 2 cây bút mực kèm 2 ống mực xanh xóa được. Tiếp theo là hộp nhựa 16 miếng tích cơ rời. Liam cảm ơn bạn Quỳnh Như đến từ Bình Định để ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 2 hộp Lomo kẹp Blackpink 119 món của bạn Thị Nhung đến từ Lai Châu. Liam cảm ơn bạn Thị Nhung đến từ Lai Châu để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 102k kẻ ship.